Để thực hiện ly nước này thì nguyên liệu đầu tiên chắc chắn các bạn phải có đó là trà ô long. Đối với trà ô long thì mình sẽ ủ với tỷ lệ đó là 1 phần trà và 25 phần nước. Ở đây mình dùng 6g trà ô long và 150ml nước sôi. Mình sẽ ủ trong vòng 15 phút. Nguyên liệu tiếp theo đó là chanh. Chanh thì ở đây mình sẽ dùng chanh không hạt, bởi vì chanh không hạt sẽ cho ra rất là nhiều nước. Mình đã lựa ra những quả chanh có vỏ không quá cứng và có độ đàn hồi tốt. Có nghĩa là trong quả chanh đó sẽ có nước rất là nhiều và nước chanh của những quả chanh như thế sẽ không có bị đắng như là những quả chanh có vỏ cứng. Một lưu ý nhỏ nữa là khi các bạn vắt chanh thì không nên nghiến đồ ép quá chặt, bởi vì khi các bạn nghiến đồ ép chanh chặt như vậy thì tinh dầu trong vỏ chanh sẽ tiết ra và làm cho chanh của các bạn bị đắng. Mình sẽ chuẩn bị thêm sirup sả. Ở đây thì mình sẽ sử dụng sả của Da Vinci và thêm nước đường và một số dụng cụ cần thiết cho việc pha chế của mình. Và mình sẽ chuẩn bị thêm nha đam. Nha đam ở đây thì mình dùng nha đam đóng bịch, như vậy sẽ tiện hơn trong việc pha chế. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện ly nước của mình. Mình sẽ dùng 120ml nước cốt trà ô long mình đã ủ lúc ban đầu. Và thêm 20ml nước cốt chanh. Mình sử dụng thêm rây lọc để lọc bỏ đi tép chanh, vì những tép chanh đó nó sẽ làm cho ly nước của mình khi mà thành phẩm nó bị xấu đi, nhìn không được đẹp mắt lắm. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho thêm 20ml nước đường để làm dịu lại vị chua của chanh. Và cuối cùng không thể thiếu đó là sirup sả. Mình cho 30ml sirup sả để tạo hương vị cho ly trà của mình. Khi đã cho hết tất cả những thành phần vào trong shaker, mình sẽ khuấy lên và nếm thử xem nước đã vừa với mình hay chưa. Ok,
bây giờ mình sẽ cho thêm đá vào và chuẩn bị xếp lên. Vào để ăn kèm cho muối ly nước. Mình dùng thêm một lá chanh Thái để tạo thêm mùi thơm của lá chanh và một muối chanh cho ly nước thêm phần đẹp mắt. Ok, vậy là ly nước của mình đã hoàn thành xong. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, xin hãy like và subscribe kênh của mình. Thì như thế mình sẽ có thêm động lực để làm những video tiếp theo.